Cái mà bạn vừa mới xem là một trong tổng số 15.000 đoạn video do các nhà khoa học thử nghiệm ở Nam Phi. Họ thu âm thanh tiếng người nói chuyện bình thường, âm thầm gắn các loa phát gần nơi các loài hoang dã đi qua. Tổng số 19 loài ăn thịt và ăn cỏ đã bỏ chạy ngay lập tức khi nghe tiếng thu âm giọng nói con người. Nhưng có một loài duy nhất chẳng hề hấn gì, đó là sư tử. Oh my god! Sau đó, họ lại thử nghiệm cho các loài hoang dã nghe tiếng thu âm tiếng sư tử gầm, thì chúng vẫn sợ bỏ chạy. Nhưng khi so sánh, đối chiếu kết quả, họ nhận thấy động vật hoang dã sợ tiếng người hơn tiếng sư tử gầm. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở thí nghiệm này chỉ ra rằng sư tử rất đáng nể, chúng không hề sợ hay có động thái hốt hoảng nào khi nghe tiếng người trong các máy thu âm, chứng tỏ chúng là loài động vật rất đáng gờm và đương nhiên không có bất kỳ thiên địch nào ngoài tự nhiên. Nếu sư tử không muốn gây sự, tránh rắc rối, thì chúng chỉ đôi chút né một số con vật nguy hiểm như tê giác, voi, hà mã và có lúc là cá sấu. Còn khi chúng đói, thì tất cả các loài vật ở lục địa đen đều nằm trong thực đơn của chúng. Vì chúng sống theo bầy đàn, có tính xã hội cao xếp trên cả linh cẩu lẫn chó hoang. Chúng rất thông minh, nhạy bén để biết cách thiết lập một cuộc săn bài bản. Nếu không nói quá thì độ chuyên nghiệp cao. Mọi cuộc săn lớn đến nhỏ đều theo chỉ đạo của một con cái lão luyện nhất trong đàn. Tất nhiên, sư tử đực là con đầu đàn, nó không cần đi săn. Nhưng có lúc con mồi quá to khỏe thì sư tử cái sẽ nhờ đến sức mạnh của sư tử đực để vật ngã con mồi. Việc săn trâu rừng, hươu cao cổ, hà mã và đặc biệt là voi, sư tử cái muốn thành công thì nhất định phải có sự tham chiến của sư tử đực. Dù có tham gia hay không cần tham gia đi săn, sư tử đực nếu có mặt ở điểm săn thì nó luôn được tất cả sư tử cái và sư tử con trong một đàn nhường ăn trước. Hả? Đây là quy tắc, là tính xã hội phân cấp bậc rõ nét nhất ở loài sư tử hoang dã. Càng đặc biệt hơn, khi có sự hiện diện của sư tử đực, những kẻ quấy nhiễu cướp bóc trắng trợn của thảo nguyên như linh cẩu sẽ không dám gây sự, cướp mồi. Khi khu vực săn ở gần vùng sông nước, sư tử đực sẽ đánh bay bất kỳ con cá sấu nào dám mò lên bờ để cướp thức ăn. Bí mật thứ hai này sẽ làm bạn kinh ngạc hơn. Đó là, trước khi sư tử đi săn, chúng sẽ tuần tra một khu vực rộng lớn, sẽ quét sạch các đối thủ lãng vãng ở khu vực săn của chúng như linh cẩu, chó hoang và các loài báu. Tất nhiên, chúng truy quét đối thủ cạnh tranh sạch sẽ, nhưng không bao giờ đánh động đến con mồi của chúng. Sự tính toán vô cùng thông minh làm các nhà khoa học rất ngạc nhiên. Bí mật thứ ba khó tin hơn. Trung bình một con sư tử sẽ cần tiêu thụ từ 10 đến 15kg thịt mỗi ngày. Nhưng chúng có thể không cần uống nước kéo dài liên tục suốt 4 ngày. Cơ địa giống loài này đang có sự tiến hóa rõ nét để thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô khan ở châu Phi. Đi ngược quy luật là phần lớn các loài hoang dã có thể nhịn đói lâu hơn nhịn khát, kể cả con người chúng ta. Việc nhịn khát lâu là yếu tố quan trọng giúp cho giống nòi sư tử phát huy hết cỡ khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên. Một con sư tử trưởng thành cần phải ăn ít nhất 10 đến 15kg thịt, thì một bầy đàn sư tử dao động từ 20 đến 40 con cần 200 đến 400kg thịt tiêu thụ trong một ngày. Đó là lý do vì sao sư tử thích săn những con mồi lớn, nặng ký như trâu rừng hay hà mã. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra là, sao sư tử không săn con mồi dễ dãi hơn như lên dương đầu bò, ngựa vằn? Bởi săn trâu rừng nhiều lúc sư tử gặp chấn thương rất nặng, nhiều cảnh quay sư tử phải trèo lên cây cầu để trốn trâu rừng. Thực ra, để tiến hành một cuộc săn, sư tử cũng rất mệt và tốn rất nhiều năng lượng. Nếu bắt được một con lên dương đầu bò nhỏ gọn sẽ đánh động toàn bộ khu vực săn và số thịt rõ ràng không đủ cho một đàn sư tử đông đúc. Tất nhiên, lên dương đầu bò và ngựa vằn vẫn là con mồi ưa thích nhất với sư tử, nhưng chỉ diễn ra nhiều ở những đàn sư tử nhỏ hoặc sư tử cái đang nuôi con nhỏ một mình mới tiến hành săn. Còn một đàn sư tử đông đúc, hùng mạnh, chúng không sợ bất kỳ con mồi nào và quyết định tổng lực theo đuổi mục tiêu lớn hơn. Bí mật thứ tư, bạn hay thấy sư tử thường dụi đầu vào nhau. Chúng làm vậy để làm gì? Thực ra,
đó là cách chúng sẽ truyền và giữ một mùi hương đặc trưng cho nhau. Đây là mùi hương giúp chúng nhận ra nhau khi ở chung trong một đàn, trên một phạm vi lãnh thổ nhất định. Khi xảy ra xung đột với các đàn khác, mùi hương này sẽ giúp cho các thành viên tìm lại nhau một cách dễ dàng. Dùi đầu còn là cách tăng độ thân mật và được xem là một trong nhiều ngôn ngữ giao tiếp của sư tử. Ngôn ngữ giao tiếp khác của chúng như là tiếng rên rỉ hay rì rầm. Sư tử có tốc độ tối đa 80 km/h, nhưng tốc độ này chỉ duy trì trong một thời gian rất ngắn. Chính vì vậy mà sư tử không thích đi săn theo kiểu so tốc độ, rượt đuổi với các loài chạy nhanh như linh dương impala hay lợn rừng. Bạn đã từng chứng kiến sư tử luôn thua khi chạy đua để bắt lợn rừng. Và cách mãnh thú này săn lợn rừng là hay đến tận hang để bắt lợn rừng. Sư tử ưa thích những con mồi to là vậy, to xác thì thường hay chạy chậm.